Like other women, Nguyễn Việt Anh, a 37-year-old from Hanoi, loves flowers and has a passion for home decor. She often decorates her houses with different kinds of flowers, and today she bought a new variety for her family. Mình biết được hoa tươi thì từ 2 năm nay thì mình đã nhìn thấy mình đã thích rồi. Tại vì hoa nó trông nó mềm mại mà nó không giả, nó không được cứng, không cứng như hoa giả. Mình là muốn là mang về nhà mình trang trí. Có người thì hỏi là đây là hoa giả. Thì mình cũng nói là không, hoa này hoa thật. Có người cũng không tin. Nhưng mà hỏi tại sao hoa thật mà cái màu mà nó lại còn nó tự nhiên như thế. Thì mình bảo đây là do hoa thật họ ướp. Thì là họ cảm thấy là rất là ngạc nhiên. Flowers are probably one of the most valuable spiritual gifts that we can give to our loved ones. But fresh flowers like this do not last long. So I think it would be perfect if these flowers can be kept for a long time, especially when they are not fake, but totally real and naturally colored. Nữ thường là rất là yêu hoa. Đối với những bông hoa tươi thì họ cũng chỉ chơi được độ một tuần thôi thì họ đã phải vứt đi và đón nhận cái sự héo tàn của nó rồi. Từ cái bông hoa tươi thì mình ướp trong cái thời gian khoảng 14 ngày ra một cái sản phẩm đó là hoa tươi ướp. Hoa tươi ướp này thì họ có thể để được rất là lâu. Vì thế mà thì người ta rất là thích cái hoa này vì là nó giống như là mang cái thiên nhiên vào trong cái gia đình của họ. Preserving flowers has not caught on in Vietnam, but the process has been in vogue in other countries for many years. To preserve flowers, the leaves, stems, and petals are soaked separately for many hours in chemicals, then heated. After they are reconstructed, they can keep their brilliant colors for a long time. Đối với hoa tươi thì nó chỉ có một số màu nhất định, giống như là màu vàng, màu đỏ hoặc màu cam. Nhưng mà riêng đối với cả hoa tươi ướp này thì mình đã thổi cho nó một cái màu mới. Ví dụ như là trong tự nhiên thì không hề có màu xanh, không hề có màu đen hoặc là màu tím. Thì mình đã thổi cho nó những cái màu mới như là màu xanh, màu đen, màu tím. Còn đối với hoa tươi ướp thì mình có thể tạo ra rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Ví dụ như là cho vào trong chanh, hoặc có thể là cắm vào những cái bình hoa để decor nội thất, hoặc là làm quà tặng từ cái hoa này. This young couple seem to have a good reason to present gifts to each other this Valentine's Day. They also think preserved flowers are a family alternative to fresh flowers, which have such a short shelf life. Mỗi loại hoa thì nó có một cái chức năng và cái đẹp riêng. Thì hầu như ai cũng biết hoa tươi. Còn cái loại hoa này thì là em nghĩ là bạn sẽ sự bất ngờ của em tặng cho người bạn của em. Như thế là em thấy rất là hay ạ. Khi nhận được món quà đấy thì em rất là vui ạ. Và em cảm thấy là hoa đấy là hoa ướp ạ, lưu giữ như là lưu giữ tình yêu rất là lâu ạ, không phải là như bông hoa tươi nhanh tàn ạ. Born in a family which has been growing flowers for years, Minh Thanh started to play with them when she was a child. She used leftover flowers to create crowns, necklaces, bracelets, dresses for her plastic dolls and paintings. She didn't expect this childhood hobby to turn into a business someday. Tranh sơn dầu thì nó có một cái background, đó là cái cảnh, cái phong cảnh đằng sau. Mình cho những bông hoa đó vào để giống như là mình cho cái thiên nhiên vào trong cái phong cảnh đó. Cái hoa tươi ướp này nó là hoa thật, phong cảnh nó lại là tranh sơn dầu. Để cho nó trở thành một cái bức tranh tự nhiên thì mình đã phải nghiên cứu sắp xếp ra làm sao để cái bố cục tranh giữa cái phong cảnh và cái bông hoa đó nó sẽ không bị khập khiễng và để cho nó tạo nên một cái nó tự nhiên. Paintings, some home decoration items, or gifts for the millions of flower lovers who don't have the luxury of buying fresh blossom every week. The art of preserving and arranging dry flowers, often the perfect solution. An inexpensive, expressive way to create warmth and beauty all year round.